Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật quyển 53, phẩm Lìa Thế Gian thứ 38, phần 1. Lìa tức là lìa khỏi cái gì? Lìa khỏi thế gian. Thế gian là gì? Thế nghĩa là thiên lưu, gian nghĩa là gian cách. Thế gian tức là thế giới, tức cũng là thời gian với không gian mà được tên. Ba đời là thời gian, mười phương là không gian. Thế gian phân làm ba thế gian, một là hữu tình thế gian, chúng sinh thế gian. Hai là khí thế gian, sơn hà đại địa, nhà cửa phòng ốc. Ba là trí chánh giác thế gian, giác ngộ pháp thế xuất thế gian, đầy đủ trí huệ của Như Lai. Cho nên phải lìa hữu tình thế gian và khí thế gian, chứng nhập trí huệ chánh giác thế gian. Thế gian có đủ thứ sự ăn uống vui chơi, tại sao phải lìa khỏi? Vì thế gian có cái vui của tài sắc danh ăn và ngủ, năm dục khiến cho con người sinh ra đủ thứ phiền não, làm cho con người gặp thọ quả khổ, chẳng đắc được sự giải thoát, cho nên phải lìa khỏi thế gian. Làm thế nào có thể lìa khỏi thế gian? Chỉ có một phương pháp, đó là phát Bồ Đề Tâm, tu Bồ Đề Đạo.